Chú Năm nè, bữa nay là ngày mùng 9 tháng Giêng của 2024 hen. Nè bác Năm với chú Ba với anh Phi ở trên Bình Dương xuống ủng hộ. Ủa, bác Năm với chú Ba ở Bình Dương ở huyện nào vậy? Bến Cát, Bến Cát luôn chị. Thì anh chị của chú gần xa có nhu cầu mua cái liên hệ nha. Thì bữa nay là chú Ba đến ủng hộ con mấy con đây, chú Ba với bác Năm nè. Nay bắt chú Ba bắt 4 con hen. Rồi ok, rồi chiều nay mấy ông lên TV hết. Rồi cảm ơn cô chị đã gần xa theo và bỏ nhiều thời gian theo dõi trong hồ đại nha. Đại cảm ơn cô chị rất nhiều. Rồi hello cô chị hen, hello nhà ha. Bữa nay ngày 18 tây tháng 2 hen. Là cũng như nhằm ngày là mùng 9 tháng Giêng, mùng 9 đầu năm á. Bữa nay trại bò không có tri hai chú chào chị nha. Bữa nay bắt đầu quay bò là giao bò là kế tục cho cô chị mình ha. Cô chú chị mình gần xa nhu cầu mua bò có liên hệ. Số điện thoại em để màn hình nha. Đó thì bữa nay mùng 9 tốt ngày có khách ở Bình Dương. Nè, cô chú mấy chú ở Bình Dương xuống khách mối mua. Hen thì 4 con. Thịt qua bê. Đó thì giá cả cực kỳ ưu thương, anh chị cô chú gần xa nào có nhu cầu mua bò cái liên hệ ha. Số điện thoại em để ra màn hình nha. Địa chỉ của trại xã Mỹ Thạnh, huyện Củ Chi, tỉnh Bến Tre, cô chú anh chị gần xa nhu cầu mua cứ nhắc máy lên alo ha. Mặt hàng nào cũng có luôn, thể loại nào cũng có ha. Chú này nay là xuống bắt được 3B ha, F1, F2 có hết, đủ lắm rồi. Chân cẳng móng rất là ngon. Bò này chiều cao 1m2 hết cô chú anh chị mình nhé. Đó. Chiều cao 1m2 hết. Giá thì cực kỳ thương, anh chị cô chú gần xa nhu cầu mua liên hệ nha. Cảm ơn cô, bữa nay cũng cảm ơn cho mấy ông chú ở Bình Dương luôn. Bến Cát Bình Dương hay gì đó. Đó thì xuống mua. Đầu năm cũng chúc cho tất cả cô chú anh chị em ở trên mọi miền của đất nước ha. Thì một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào ha. Vạn sự như ý. Rồi đó đây. Đây là 4 con này chốt cho ông cho khách Bình Dương về nha cô chú anh chị. Thế là em sẽ quay lại báo giá bò con trai lại cho cô anh chị tiếp tục ha. Cô anh chị gần xa nhu cầu mua bò đực cái mẹ con gì cô anh chị cứ liên hệ nha. Cái bê, cái thịt hay là bò gì cũng có hết, nói chung đủ thể loại. Nhưng mà có cái tại vì trên máy này thì thật sự thì em quay chỉ quay cái bò nuôi thôi, chứ còn bò thịt với bò bê thì em bán qua điện thoại hoặc là bán giao cho anh em lái mà ngang ha, mua bán. Chứ còn bò thịt bò bê thì em không quay qua điện thoại. Đó, thì cô chú anh chị gần xa nhu cầu mua cái liên hệ alo ha. Số điện thoại để trên hình, địa chỉ của trại là em nhắc lại một lần nữa là 0378. Đấy, địa chỉ của trại là xã Mỹ Thạnh, huyện Mỹ Tri, tỉnh Bến Tre ha. Cô chú anh chị gần xa nhu cầu mua cái số. Đó. Rồi hen thì bữa nay đầu tiên thì em quay em báo giá khai trương là bán cho cô chú cho chú ở Bình Dương bán bò cho em không có báo giá thì cô anh chị ha. Mai em sẽ báo giá tiếp tục cho cô anh chị mình xem nha. Rồi chào tạm biệt cô anh chị và hẹn gặp lại cô anh chị clip ngày mới tiếp tục nha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị.